Thưa quý vị, mức sinh là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng quy mô và cơ cấu dân số tại một số quốc gia. Mức sinh vừa là yếu tố tác động, vừa là yếu tố phản ánh mức độ phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Theo thống kê được công bố, mức sinh ở Việt Nam vào năm 2023 tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Thực trạng này gây ra nhiều hệ lụy như già hóa dân số nhanh, thiếu hụt lao động, ảnh hưởng an sinh xã hội. Mức sinh không phải là câu chuyện đẻ ít hay đẻ nhiều, mà việc tái sản xuất dân số còn ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác. Theo thống kê, năm rồi, mỗi phụ nữ Việt Nam có tỷ lệ mức sinh là 1,9 con, thấp nhất từ trước đến nay. Nước ta đang gặp khó khăn nhất định khi mục tiêu đến năm 2030 duy trì vững chắc mức sinh thay thế 2,1 con trên một phụ nữ. Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế cho biết, mức sinh thay thế là mức sinh trung bình của người phụ nữ trong toàn bộ cuộc đời của mình sinh đủ số con để thay mình thực hiện chức năng sinh đẻ và duy trì nòi giống. Khi tổng tỷ xuất sinh là 2,1 con trên một phụ nữ, được coi là đạt mức sinh thay thế. Hiện nay, mức sinh giữa các vùng miền có sự chênh lệch đáng kể. 21 tỉnh thành phố có mức sinh thấp. Tình trạng báo động nhất là vùng Đông Nam Bộ có tỷ lệ giảm sâu. Năm 1999, vùng này vẫn còn tỷ lệ một phụ nữ sinh 2,9 con, thì hiện nay giảm xuống chỉ còn 1,56 con. Tiếp đến là vùng đồng bằng sông Cửu Long, trung bình mỗi phụ nữ sinh 1,8 con. Một số tỉnh tiếp tục đà giảm sâu như Bạc Liêu, Hậu Giang, Bến Tre, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Các tỉnh có mức sinh thấp chiếm khoảng 40% dân số cả nước, nên tác động rất lớn đến quá trình phát triển bền vững của đất nước. Trong nhiều lý do dẫn đến việc giảm sinh, có những lý do rất tự nhiên của xã hội, như quá trình đô thị hóa tăng nhanh cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, cũng theo dòng xoáy phát triển, khiến giới trẻ mải mê công việc, ngại sinh con. Cùng với đó, việc tìm kiếm nhà ở, chi phí sinh hoạt gia đình, chi phí nuôi dạy con cũng là áp lực không nhỏ, dẫn đến việc ngại kết hôn và sinh con. Tại các khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội, cơ sở giáo dục còn thiếu và bất cập. Tỷ lệ số dân tại các khu này tính bằng cả phường, nhưng những dịch vụ để phục vụ cho người dân còn thấp và thiếu. Vấn nạn vẫn chưa có giải pháp kiểm soát chặt chẽ là tình trạng não phá thai diễn ra tràn lan, có thể dẫn đến vô sinh. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, ước tính mỗi năm có khoảng hơn 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, tỷ lệ khoảng 77%. Trong số này, khoảng 50% là cặp vợ chồng ở độ tuổi dưới 30. Do vậy, một trong những vấn đề quan trọng là tỷ lệ vô sinh của Việt Nam ở mức cao, nên cần thảo luận những giải pháp can thiệp hỗ trợ trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo các chuyên gia, nhiều quốc gia khi đối diện tình trạng mức sinh giảm thấp liên tục đưa ra các biện pháp ngăn đà giảm. Ví dụ tại Hàn Quốc, sau khi phá kỷ lục về tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, chính phủ tăng gấp 3 lần số tiền chi trả cho hoạt động khuyến sinh, tăng mạnh trợ cấp để khuyến khích các gia đình sinh thêm con. Bất chấp khó khăn trong chính sách tài chính, quốc gia này vẫn tăng hỗ trợ các gia đình. Ở nước ta, chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 nhấn mạnh mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm chênh lệch mức sinh giữa các vùng đối tượng. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là những định hướng chính sách về dân số rất kịp thời nhằm cải thiện thực trạng mức sinh thấp tại một số vùng, tỉnh, thành phố. Để đạt được điều này, đòi hỏi phải có chính sách, chiến lược hỗ trợ công tác dân số trong thời gian tới. Tổng cục Thống kê dự báo theo phương án trung bình, trong 5 năm đầu, từ 2019 đến 2024, dự báo dân số nước ta có tỷ lệ tăng hàng năm là 0,93%. Trong trường hợp mức sinh giảm mạnh như phương án thấp, sau năm 2054, dân số Việt Nam bắt đầu tăng trưởng âm và mức giảm dân số ngày càng lớn. Một nghiên cứu quốc tế công bố năm 2020 dự báo dân số 23 quốc gia như Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc giảm hơn một nửa vào năm 2100. Dân số Việt Nam tăng lên 107 triệu người vào năm 2044, sau đó giảm xuống 72 triệu người vào năm 2100, nếu không có các giải pháp can thiệp nâng mức sinh. Tìm giải pháp cho vấn đề này,
Thạc sĩ Mai Trung Sơn, Cục Dân số cho biết, dự thảo luật dân số đang được xây dựng có đề xuất 4 biện pháp nhằm khuyến khích sinh đủ 2 con tại tỉnh thành phố có mức sinh thấp. Cụ thể, đề xuất hỗ trợ một lần bằng tiền khi phụ nữ sinh con thứ hai, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em lứa tuổi mầm non tiểu học. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình được hưởng các chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, xây dựng môi trường, cộng đồng phù hợp, tạo điều kiện cho các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, chăm sóc và nuôi dạy con tốt, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình, quy định trách nhiệm xã hội của người sử dụng lao động đối với người lao động nuôi con nhỏ và các biện pháp khác. Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 nhấn mạnh mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm chênh lệch mức sinh giữa các vùng, đối tượng. Đây là những định hướng chính sách về dân số rất kịp thời nhằm cải thiện thực trạng mức sinh thấp tại một số vùng. Để đạt được điều này, các vùng có mức sinh thấp phải tập trung tuyên truyền vào lợi ích của việc sinh đủ 2 con, các yếu tố bất lợi của việc kết hôn, sinh con quá muộn, sinh ít con đối với việc phát triển kinh tế xã hội, đối với gia đình và chăm sóc cha mẹ khi về già. Tập trung vận động nam nữ thanh niên không kết hôn muộn, không sinh con muộn, mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con và nuôi dạy con tốt.